bài tiểu luận nghiên cứu khoa học hay là khóa tốt nghiệp thì chắc chắn đây là một cái kênh mà giúp chúng ta tìm kiếm tài liệu rất là tốt và nó có cả những tài khoản miễn phí nữa ok chúng ta sẽ cùng đi tìm nhé let's go ở đây chúng ta thấy là mình có cái tài khoản lập tài khoản là rất là dễ thôi và nếu như miễn phí thì các bạn có thể tìm kiếm được 5 lần trong một cái một một tháng và mình nghĩ rằng là trong một lần tìm thì chúng ta có thể tìm được khá là nhiều rồi cũng không đôi khi chẳng cần đến 5 lần đâu ok chúng ta sẽ cùng xem nhé đây là cái giao diện của nó là connected papers được chưa hôm trước mình cũng có một cái video nhưng mà video đó mình làm cũng khá là vội cho nên là nó chưa được kỹ lắm hôm nay mình sẽ review lại một chút để các bạn cùng ta cùng xem ở đây chúng ta có thể tìm ở đây bởi bởi các cái um, thông tin như thế này ví dụ như là paper title hay là cái paper doi cũng cái chỉ số doi của nó ấy, hoặc là cái um, mã url của nó vân vân thế thì người ta nói rằng là bạn có thể search bằng keyword paper title đó doi hay là các cái um, nhận diện khác chẳng hạn thì vụ hôm nay mình sẽ tìm vào một cái keyword nhé cái keyword hôm nay mình sẽ tìm bằng có thể là job satisfaction đúng không ạ job Uh, certification. Đây hôm trước mình tìm đây. Đấy, fashion xem nào. Đấy, nó sẽ gợi ý cho các bạn một số các cái bài có cái chủ đề là job certification. Thế thì ở đây có một cái bài là job certification của cái tác giả Spectre là một cái tác giả mà cũng khá là nổi tiếng có liên quan đến cái chủ đề này. Uh, tác giả Spectre còn có một cái bài viết cũng liên quan đến chủ đề này nhưng mà từ năm 1000 uh, mình nhớ là rất là lâu rồi. Đây, đây đây đây, chính xác là cái này 1997 ví dụ chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta tìm nó ở sau đó thì các bạn đợi một chút thì nó sẽ xuất hiện bài của tác giả Spectre này đây Spectre 2022 hoặc là Spectre 1997 ví dụ như chúng ta có thể tìm cái job situation 2022 Thế thì sau đó cái giao diện của nó sẽ xuất hiện ra đây nhé đây là mình vẫn đang dùng ở cái tài khoản miễn phí và hôm nay mình sẽ giới thiệu sâu hơn để các bạn có thể tìm kiếm hoặc là hiểu hơn về cái phần điều này Để chúng ta có thể uh, dùng nó để phục vụ cho cái nghiên cứu khoa học của mình Thế thì đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là một cái biểu đồ, nó xuất hiện cho mình, một cái gáp Thế thì các bạn thấy nó sẽ xuất hiện, nó hiện đến một cái viền màu tím, đấy màu rất là đậm Thể hiện đây là cái bài viết mà chúng ta đang muốn tìm Khi bạn kích vào nó thì ở bên tay bên tay phải này Nó sẽ có một cái phần có thể là tóm tắt một chút về cái uh, tài liệu này và nó có các cái chỉ số về đây các bạn nhìn này 2198 này là chỉ số gì chỉ số này gọi là citation citation thì khi các bạn làm dịch mục uh, khi các bạn trích dẫn tự động thì các bạn sẽ biết cái citation này đó chính là cái uh, số lượng trích dẫn số lực trích dẫn có nghĩa là được nhiều hay ít có nghĩa là cái tài liệu này được nhiều người hay ít người trích dẫn nó cũng thể hiện một phần cái uy tín của tài liệu nhé rồi sau đây thì mình nhìn vào cái gap này nó có mối quan hệ gì với nhau thứ nhất các bạn nhìn xem mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cái thông tin nhất định. ở đây các bạn nhìn này những cái gì mà nó màu đậm đấy đậm càng đậm thì càng thể hiện là những cái tài liệu nó gần về đây có nghĩa là mới xuất bản. các bạn có nhìn đây từ 1995 à 1951 đến 2022. các bạn có thể kích vào cái slow Off này để nó thể hiện đẹp hơn đấy theo kiểu bông tuyết chắc là mùa đông đấy. Các bạn có thể kích vào cái dấu hỏi chấm này để các bạn hiểu thêm về nó. Ví dụ ở đây các bạn thấy là cái phần papers đấy được sắp xếp theo cái thứ tự mà cái mức độ gì ạ? Mức độ tương đồng với nó. Được chưa? Sau nữa thì các bạn có thể thấy là đây, cái kích thước cỡ của cái số lượng trích dẫn có nghĩa là cái tài liệu mà, mà 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 to bé này, này thì nó thể hiện cái mức độ trích dẫn. tự mình thử xem nhé. Đây. Cái này của nó là khá là to đây 2189 chữ dẫn Cái này to hơn nữa đây Chúng ta thử kích vào Đây nó là 4000 Đây kích vào đây 4961 Vậy là nó sắp xếp theo cái Đây cái này nữa thì cái này nó kinh khủng này Cái con thể có tác giả Mayer này cũng rất là nổi tiếng Ở trong cái phần mà nghiên cứu về job certification Còn đó là 6375 Đấy Vậy là nó sắp xếp theo cái kích cỡ của cái số lượng trích dẫn Để các bạn nhìn vào biết to nhỏ như thế nào Còn cái màu sắc ở đây thì các bạn thấy là cái nó gọi là publishing year có nghĩa là cái thời gian công bố đó. đã chúng ta đọc cái này một chút để chúng ta thấy hoặc là cái uh, sự tương đồng hoặc là cái sự kết nối với các cái tác phẩm khác thì đây chúng ta thấy đây này ví dụ đây này, nó có cái đường link này đấy ví dụ như cái này rất đậm này hai cái này rất đậm với nhau có nghĩa là hai cái này là của đều có tác giả specter và nó có mối tương quan với nhau còn hai ông này là thế này đấy các bạn nhìn chưa nó mối tương quan chưa Đấy, vậy đây là nó hướng dẫn cái về cái biểu đồ này để chúng ta hiểu được hơn về biểu đồ. Thế thì bây giờ sẽ còn một số cái hay nữa. Các bạn có thể kích vào phần list view thì các bạn sẽ nhìn được là cái chỉ số trích dẫn của các tài liệu. Bạn có thể sắp xếp theo năm thì nó sẽ sắp xếp từ mới nhất xuống. Hoặc là citation, bạn sẽ kích dưới này thì nó sẽ ra những cái mà lớn nhất. sắp xếp lớn nhất xuống thì cái thằng mà work and motivation đấy của tác giả Vroom được chưa thì nó sẽ là được chỉ dẫn 12.000 còn cái tắc còn cái còn còn cái cái sau đó là 11.500 đó thì đấy là những cái mà để cho các bạn thấy được là cái chỉ số Trí dẫn sau đó bạn có thể tắt đi để nó quay trở lại và khi mà bạn thấy tác giả Spectre đúng không ạ đây tác giả Spectre đây bây giờ bạn muốn tìm hoặc là bạn muốn tải cái xuống bạn muốn đọc mà cái ở đây hoặc là nó là cái phần origin paper nó gồm giống như một cái bài báo gốc ấy đấy một cái bài báo gốc thì bạn muốn đọc bài báo này thì bạn có thể kích vào cái phần mà Google Scholar ở bên này nó có này hoặc chỉ số đôi của nó đây Publisher Paper đấy thì bạn có thể kích vào đây và sau đó bạn có thể tìm được nó ở trên 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 Google Scholar khi mà chúng ta kích vào phần Google Scholar nó ở đây là một cái bài viết gốc đúng không ạ bạn kích vào bạn xem là mình có tải được không nếu không tải được thì chắc là cũng có thể đọc được đây để cho mình đọc đó những cái bài kiểu này thì nó thường nó không cho mình tải đâu các bạn ạ thường cho mình đọc thôi đấy đọc những cái bài này thì nó cũng không quá dài nó không quá dài nhưng mà nếu mà để đọc hết được nó thì các bạn cũng sẽ mất một chút thời gian để tiếp tục lại tìm sang những tài liệu mới để xem nếu nó có danh một tuyển tham khảo thì các bạn có thể tìm thêm ở đây đây rồi nó không có tiếp tục quay trở lại ví dụ các bạn muốn tìm những bài khác ví dụ như bài của tác giả 2022 hoặc là tác giả 22 à, hay hay mình vừa tìm rồi đúng không ạ Cái uh, Của tác giả Herbert cái đi 2008 Đấy thì bây giờ mình kích vào đây Mình đọc bài của tác giả Herbert Đây uh, One more time How do you motivate employees Đúng không ạ Thì uh, Nếu bạn muốn đọc cái tác giả Của tác giả Herbert này Thì bạn có thể thấy là đây nó có cái phần PDF Thì cái PDF đây có nghĩa là bạn có thể tải được đấy bạn có thể tải được nó đây được chưa thế thì bây giờ làm như thế nào các bạn có thể tải đây kích vào đây để tải nhé vụ mình kích vào đây mình kích vào đây mình đưa nó sang một cái tab mới và sau đó mình muốn đưa tài liệu này vào cái phần mà mình sẽ đọc ở cái phần mà phần mềm của mình mình ấn vào phần trích dẫn mình ấn vào đây thì nó sẽ tải cái trích dẫn xuống chứ không cần phải mang sổ sách ghi chép làm gì cả sau đó mình sẽ mang cái phần mềm của mình ra đây ví dụ mình có cái phần mềm như thế này mình đang trình bày ở phần talk show chẳng hạn đúng không ạ mình quay trở về cái phần mà mình vừa tải xuống mình kích vào phần scholar ngay lập tức nó xuất hiện ở đây đây sau đó mình mở bài của tác giả Herbert ra mình kích vào cái phần mà attack file và sau đó mình đưa cái tài liệu mà mình vừa tải của tác giả Herbert này về ví dụ giả dụ đây là bài của tác giả Herbert đi đấy mình, mình 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 ấn open vào thế ngay lập tức mình có một cái phần attack file cho tác giả Herbert mình ấn save các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn dấu attach file chưa? Sau đó mình chuyển cái của tác giả này về cái phần talk show của mình. Và sau đó talk show lên đến 7 bài. Thế bây giờ giả dụ bây giờ mình không có mạng mình về quê Tết mình về mình đọc tài liệu mình chỉ cần cúp đúp vào đây. Đây các bạn nhìn đây một loạt trích dẫn à, một loạt cái phần attach file. Mình chỉ cần ấn vào đây. Sorry, ấn vào đây. Thế là mình gì ạ? Mình hoàn toàn có thể đọc bài của tác giả Herbert đấy nó hoàn toàn đọc bài của tác giả herbert vừa đọc đến đâu mình sẽ làm literature review đến đó vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn chúng ta sử dụng cái paper đúng không hiểu về cái phần mềm này à hiểu về cái, về cái đúng rồi có thể gọi nó là một cái web sau đó mình link sang cái này để tải và cuối cùng mình link tiếp sang cái uh, phần mềm để lưu trữ uh, tài liệu cũng như là thông tin của công trình để phục vụ cho quá trình nghiên cứu cứ làm như vậy liên tục liên tục nhiều lần thì các bạn sẽ có một cái bộ tài liệu nó khá là ok Vụ như thế này mình sẽ làm Đó và tiếp tục chúng ta đọc để làm tổng quan Ok Hy vọng là cái phần chia sẻ vừa rồi Giúp các bạn làm cái phần tổng quan nghiên cứu Tìm kiếm tài liệu tổng quan nghiên cứu Nó dễ dàng hơn Nhàn hơn cho quá trình viết bài của mình Cảm ơn các bạn rất nhiều Nếu các bạn thấy hay Để hãy like, share và đăng ký kênh Để xem thêm các video tương tự Cảm ơn các bạn rất nhiều